Đang ô tô giá rẻ Hải Phòng xin kính chào tất cả quý bà con, các bác anh chị cùng toàn thể mọi người. Này, em về rất nhiều xe nhé, phục vụ bà con, các bác anh chị ngày nào cũng thế thôi, ngày nào cũng về hàng 5-7 con đến chục con. Bây giờ sớm anh em chưa đánh ra đấy, hôm nay mới là 2 giờ thôi. Đấy anh em này, các loại xe đang đánh ra này, rất là nhiều xe để phục vụ bà con. Ngay cả Avante xe gia đình không dịch vụ đời 2014 này, đấy đẹp hơn Vios nhiều chứ, tại sao không lấy nhỉ? Giá có hơn 300 một chút thôi. Hay là chiếc Corolla G kia đời 2004 kia, em 2003 nhỉ, 2003 em bán hơn trăm thôi. Hay Innova đời 2018 này bán hơn 400 mấy đấy. Ồ chính thức đi, không mình cứ láng thoáng thế để cho nhau thèm cơ. Anh em nào biết thì cần có giá niêm yết tại cửa đây rồi, nhưng mà mình cứ kệ để đấy cho anh em nào alo thì em báo nhé. Đời 2017 biển Hà Nội này, biển 30E88567. Chiếc này thì giả góp thoải mái 70% giá trị xe luôn, bao zin bao đẹp cho bà con. Đấy, ngoài ra thì anh em nào muốn mỏi mua những mẫu xe mà số tự động giá rẻ, mà nhập khẩu xong rồi nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, cửa tiền 200, thì Khả Năng Ô Tô xin giới thiệu cho bà con một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật, của Hàn Quốc nhé, Hyundai. Hyundai Click này nó chính là Hyundai Getz của Việt Nam mình. Click thì nó là nội địa Hàn Quốc, nó tên là Click thôi, nó chẳng khác gì cả. Và số tự động thì nó động cơ 1.4, biển thì Hưng Yên 89 và đuôi biển rất đẹp 12968 cơ, Đại Lộc Phát này. Cực đẹp luôn. Đăng kiểm tháng 5 năm 2022. Cái dòng này thì nó động cơ 1.4, xăng nó tiêu hao tầm khoảng 7 lít đến 8 lít xăng trên 100 km, vì nó là số tự động. Đấy là anh em đi đường trong phố, còn nếu đi đường trường nó tầm khoảng 6 lít anh em nhé, rất là tiết kiệm. Click VKS này thì nó có hơn cái bản trong nước một chút thì bản khác thì một chút, thì nó có cửa lóc nữa. Có cửa lóc, có túi khí các bạn, có phanh ABS. Túi khí thôi nhỉ, dòng này gì có ABS, quên. Hyundai Click này nó rất là đẹp. Nói thật với các bác là nó độ bền cao. Ngay chiếc ghét ở tại Việt Nam mình độ bền đã cao lắm rồi. Nó hơn cái nữa là nó được cái vành đúc của nó là na đăng rất là to. Anh em nhìn không? Lên trải nghiệm trên đường của nó đi rất là sướng. Đây anh em nhìn thấy quả lốp thì lốp rất là mới rồi, nhưng mà anh em có thể nhìn thấy na đăng của nó rất là to này. Đấy. Và nó cảm giác nó cao xe hơn so với chiếc xe trong Hyundai Getz thông thường. Mang nước sơn màu bạc thì chiếc xe này nó nguyên zin màu bạc từ đầu. Dòng này chắc chắn là không có dịch vụ rồi, không có taxi, nên các bác an tâm nhé. Và bên em đang chào bán với mức giá là 215 triệu, có hỗ trợ bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển xem xe trong mùa dịch. Tất nhiên còn bớt khi bà con alo trực tiếp cửa hàng của Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789, 89A12968 này. Xe đẹp, không đâm va tai nạn gì, full đồ chơi, có cửa sổ trời, có cả túi khí luôn, nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam. Có đèn gầm bi nét, nhìn đèn gầm đèn nét này nhìn siêu sáng này, nhìn độ sáng nó cũng tốt hơn so với những chiếc xe mà nó không được trang bị cái đèn nét này. Và có em nắng thoáng thoáng thấy trên kính có cả cam hành trình nữa cơ, gọi là gần như full đồ hết rồi. Anh em có thể nhìn thấy ốp inox không? Ốp inox đèn trước này, đèn sau, nẹp cửa, tay cửa, hõm cửa, nẹp kính, vè mưa, như vậy là full đồ, lộ lốp full đồ rồi. Đấy, đằng trước chữ Hyundai kia, chữ H kia nó còn thêm từ màu đồ đỏ trong, nhìn trông khá là lồi. Chiếc này thì nói thật với bà con là về anh em chỉ việc đổ xăng chạy thôi, chẳng phải làm gì cả. Ngay từ đầu người ta mua với mục đích là đi gia đình thôi, nên là xe rất là cứng và đẹp, và không có dấu hiệu của việc chạy dịch vụ hay là khoan đục hay là taxi. Đó, nên là nó độ rộng của nó nhá, Hyundai Getz là rộng nhất trong phân khúc hạng A. Từ những đời 2006 giờ đi là rộng nhất trong phân khúc hạng A. Em chưa thấy chiếc nào nó rộng hơn cái dòng Getz này cả. Kể cả i10 bây giờ anh em nhé, i10 sedan hai đầu cũng không rộng bằng nó. Chiều ngang của nó rất là tốt, và trong không gian chứa đồ cực tốt luôn. Cùng với chỗ ngồi, vị trí chỗ ngồi ấy, ghế nó ngồi cực kỳ thoải mái chân và lưng. Không bị rộng, không bị quá chật, và không bị sát gần ghế trước với chân đằng sau, nên là ngồi rất là thoải mái. Nếu mà vẫn có bạn Nga, anh em giá tiền rẻ, anh em nên mua chiếc này. Đấy, bên ngoài thì em cũng chém căng rồi, nhưng không biết bên trong là nó như thế nào thì chúng ta kiểm tra xem keo chỉ, xong rồi cột kèo, xong rồi cái nội thất của nó làm sao. Đấy, dán kính màu đen rồi thì anh em sẽ được. Ôi giời, nội thất, ôi giời, cái quả vô lăng anh em nhìn này. Quả vô lăng này, tất nhiên là không dịch vụ nó mới được thế này. Khi còn dịch vụ bét nhè ra rồi thì chấp nhận anh em ạ, đây. Đấy, ôi giời. Cái này người ta sơn nước, người ta sơn nhúng này, hay là dán đầy can thì dán đầy can. Vân sần cánh cửa, keo chỉ zin 100% cánh này. Từng cánh một để bà con dễ tiện theo dõi nhé, em quay từng cánh một luôn. 100% là zin này. Bàn đạp chân ga và chân phanh thì làm to hơn bình thường một chút cho nó bọc inox hết thôi. Ông này ông cuồng inox hay sao, chỗ nào cũng thấy bọc này. Phím bấm vô lăng tích hợp, có túi khí ở trên đây, củ số kia, trần thì trần da, và có cửa lóc đầy đủ.
Nội thất nhìn trông khá là đẳng cấp anh em ạ, khá là đẳng cấp. Đấy. Đẹp chưa? Quả này là quả ghế là nguyên bản theo xe đây này, quả này, ghế này nguyên bản theo xe. Người ta để nguyên, còn bên dưới này thì người ta bọc hàng hàng ghế này người ta bọc rồi. Anh em không thích thì anh em có thể bọc nốt cái hai hàng ghế này cho nó đồng màu. Nhưng theo em có để nguyên nỉ cũng được, chẳng sao. Đấy, keo chỉ cánh này cũng là nguyên zin nhé các bác, nhìn này. Em quay kỹ cho bà con ngắm này, nhìn rất là zin và đẹp. Đây nhá. Đấy, keo chỉ zin này. Không mất phần nào. Nốt náp mới, đăng kiểm già tháng 5 năm 22 thì gần hết rồi. Anh em đăng kiểm mới thì đáng bao tiền đâu. Hơn triệu. Đây này. Keo chỉ zin ấy, đằng sau này cũng keo chỉ zin này. Phần đằng sau này có làm lại chút sơn rồi, nhìn trông rất là sáng bóng, sạch sẽ. Đấy, cái này thì anh em người ta bọc da lên, chủ xe người ta bọc luôn. Cũng thích sở trường bọc da thì ông bọc da vào. Đằng sau còn có cái tựa gối gối nằm cho anh em nằm nằm nhé. Đây vẫn còn nguyên lớp chắn này. Nốp này, đấy. Con này sử dụng nốp dự phòng bằng nốp nhập nó bé. Nốp nhập khẩu vẫn còn nguyên, nốp bé đấy. Đấy, cứng cáp lắm, nói chung là với cửa tiền hơn 200 thì nhiều anh em sẽ chê là đắt vì dân xe này nó nâu rồi, đời 2008 thôi. Nhưng mà cũng chẳng mua được đâu anh em. Các bác nào mà biết cái dòng này rồi thì vì nó rất là chất, vì người ta bán rất là tiếc nên người ta bán cao lắm. Mà mình có khách thì mình cứ mua về mình bán thôi chứ còn biết bao giờ cho nó rẻ. Nếu anh em chê cao thì anh em sang nào mới Campuchia cũng xin được xe. Mấy chục triệu người ta phải mang đi dập bẹp. Mang đi dập bẹp ra mất tiền dập bẹp. Nhưng mình thì những con này thì anh em vẫn đi thoải mái như nước này. Nước ngoài khả năng những chiếc này người ta bỏ lâu rồi anh em ạ. Đấy, mình phải chống ở đâu mình chấp nhận ở đấy anh em nhé. Thì nhiều anh em đang ở Ukraine không về nhà kia. Đấy, nên mọi người an tâm. Tiền nào của đấy thôi, cứ bỏ tiền ra xứng đáng vì một chiếc ô tô nó phục vụ bản thân này, gia đình cũng như là toàn thể mọi người. Đi đâu mà nó có ô tô đi nó cũng thật sự là nó cũng đầu tiên là nó oai này, xong rồi nó sạch sẽ, nó sướng, xong rồi bắt đầu nó đỡ ốm đau bệnh tật. Đôi khi ngồi xe máy xe móc đi nó vừa nguy hiểm vừa mất an toàn, xong lại còn nhiều cái. Nói chung là nhiều anh em còn dùng xe là phương tiện làm ăn nữa, chở khách hàng rồi đi gặp khách hàng nữa. Đấy, xe này trang bị màn hình rồi nhá, cam hành trình trước sau luôn, anh em nhìn thấy không? Trước sau hơi bé một chút nhưng mà trước sau đầy đủ nhá. Đấy, nét thôi. Có màn hình. Đấy, màn hình này, cam nùi đầy đủ nhé. Nhạc nhẽo đầy đủ, màn hình cam nùi đầy đủ. Không thiếu gì cả. Giờ chúng ta kiểm tra cái phần khoang máy. Khoang máy động cơ, trang động cơ nó hoạt động như nào. Đây. Về động cơ thì nó sở hữu động cơ 1.4 nên là máy nó nổ ổn định hơn so với động cơ 1.1 và 1.0. Và nó có 4 máy nhá. Máy này thì nó dùng chung cho con Hyundai Verna, Hyundai Accent. Và giống cái dạng Hyundai Elantra đời phong cũ đấy. Nó là gì nhỉ? Ừ, Verna và Accent thôi. Và nó giống nhau. Đấy, đồ đạc phụ tùng là nó không hề thiếu nhá anh em, rất nhiều và máy nổ cực kỳ êm luôn. Máy nổ cực êm chứ không phải êm ạ. Cực êm luôn đấy. Và em nghĩ là chiếc này máy còn zin đấy, nhưng mà mình không biết là nó zin được hay không thì mình cũng không muốn nói vì nó là xe lâu đời rồi. Zin hay không quan trọng mà chất lượng máy móc hôm nay là cái quyết định một chiếc xe cũ. Chất lượng của chiếc này thì em thấy nó đi rất là bốc, côn số nhảy đều và máy nổ rất là êm, không hề có rung giật. Keo chỉ thì anh em nhìn đây. Khả năng ô tô bán hàng thì luôn luôn phải khen xe mình đẹp để các bác mua. Nhưng thực ra những có những chiếc xấu mà khả năng ô tô chưa bao giờ quay anh em nhé. Chưa bao giờ quay, chỉ báo giá tổng hợp thôi. Nên anh em cứ an tâm về những chiếc xe khả năng ô tô đã quay là toàn những xe cứng đẹp mà em phải xem trước em mới quay, chứ không phải là xe nào mình cũng nói tốt nó xe nào cũng đẹp rồi bắt đầu về bán cho khách hàng là không có. Anh em cứ an tâm, em đã kiểm định những chiếc xe mà em quay thì anh em an tâm 100% là anh em cứ gọi điện cho khả năng ô tô là em báo chuẩn cho bà con các anh chị luôn, đừng có ngại nhé. Đấy, xe cộ như nào anh em đã quay lên rồi em biết rồi thì anh em an tâm mua xe chỗ em là rất an tâm rồi, không mua chiếc này anh em mua chiếc khác. Nên bà con có bác anh chị nào mà muốn quan tâm dòng mẫu này thì cứ alo trực tiếp khả năng ô tô. Xin chào mọi người trong những clip tiếp theo.